đẩy bánh dê bánh sang bên một bên. Xin kính chào quý vị của các bạn nhá. Trở lại với video tiếp theo của mình đây. Đây là mình lại đi review, đi săn tìm những chiếc xe tải, xe ô tô có trọng tải lớn đấy, chở vượt đèo mọi người ạ. Đây là gặp những đoàn xe đi du lịch, đi phượt. Một này là bộ du lịch nhé. Và rất nhiều đây mọi người, xe tấp nập đi lên điểm du lịch vùng cao ấy, có rất nhiều đoàn đi lên rồi nhé. Rất nhiều đoàn du lịch mọi người. Tay đó. Mình đứng ở đây săn những cái con xe trọng tải lớn mọi người ạ. Xem nó vượt đèo. Đây là mình đang, hiện tại mình đang đứng ở đèo con đèo Bắc Sung, một con đèo cũng khá là dài và độ hiểm trở cũng khá cao. Còn con đèo này dài đi đến đỉnh là mất vào gần 20 km, 20 cây số nha mọi người ạ. Mình đang đứng ở đi, mình đang đi được một đoạn nữa. Con sốc này khá là dài nhá. Bên đây vừa vượt sang bên kia đi còn rất là xa. Rồi ạ. Đằng sau ấy quả nối mấy cái cột sóng đây. Đây quý vị ạ. Chỗ này là một trong con khúc cua có độ cong với lại cái độ dốc khá là cao nhé mọi người nhé. Mọi người xem, mình xem tí nữa có một con đầu kéo với một con xe bồn là lên đây leo cây khúc cua này thế nào nhé.
Đây là một trong những khúc cua đầu tiên trong cái con dốc, trên cái con dốc Bắc Sum này mọi người ạ. Độ cua với lại độ dốc cũng tương đối. Đây là chiếc xe bồn chở xăng đầu tiên đây. Mọi người cùng mình xem nó leo con dốc này thế nào nhé. Với xe bồn là đơn giản mọi người ạ. Còn con sau, sau là con đầu kéo mọi người nhé. Đây nhé mọi người, bắt đầu thấy một con độc kéo chở vật liệu đây mọi người. Con này cũng không phải là dài lắm, cũng bình thường thôi. Để mọi người xem nó ôm cua lên cua thế này thế nào nhé. Rất là chở rất là nặng luôn. Bác tải đang nhảy mình ở biển 23. Phía đằng sau là có một đoàn xe nhá, không dám vượt nữa mọi người. Rất là hợp hố luôn. Ở đây chở cát mọi người nhá. Ben định vượt ngay chỗ khúc cua này luôn mọi người ạ. Đã vượt được khúc cua hồi tiên. Khói xì nghi ngút rồi mọi người ạ. Giờ mọi người cùng mình đi theo nó đi xem những khúc cua tiếp theo. Và trên gần đỉnh có 3 khúc cua. Mọi người tay áo quá là quản mục cho mọi người nhé. Xem những con đầu kéo này di chuyển như thế nào nhé mọi người. Đi theo sau nó đây là đấy, toàn là nước nhá. Cái này mình nghĩ là cát mọi người ạ, nên là có nhiều nước như vậy. Đây là con dốc, một trong những con dốc của Hà Giang. Đây là con dốc dài và cũng là vừa nguy hiểm nhá, thách thức những bác tài xế. Con dốc này là nhất nhì sau đèo Má Pì Lèng. Mọi người xem video cho mình xin một like nhé. Đi rất chậm nha. Vì nha mọi người ơi. Thì
nữa xem cái con xe đầu kéo lên có chinh phục được con dốc này không. Chỗ này có góc ba khoanh nhé, là đường sắp lên đến cổng trời Quản Bạ mọi người ạ. Đấy, con xe bồn từ sáng nay là đang giờ đang đến đó mọi người ạ. Đường đi leo trèo rất là khó khăn. Là mé bên bắt đầu từ Hà Giang đi lên Quản Bạ nhé mọi người nhá. Đó, có những khúc cua ngay chỗ gần đỉnh dốc là rất là cua cong tay áo mọi người. Nếu mình xem bắt đầu kéo với những kinh nghiệm lâu năm lái để mà chinh phục, xem mà bác chinh phục cung đường như thế nào nhá. Là chiếc bốn chân đầu tiên này. Để mình xem nó leo khúc cua đầu tiên nhá. Cái con xe bốn chân này. Cái cua rất rộng này. Ba khúc cua tay áo. Cái này gần cua gọi là khá là rộng nha. Đến khúc cua thứ hai này. Cuối cùng là khô gắt nhất đấy mọi người. Rất là nặng. Bắt đầu đánh lái đây. Bắt lên luôn nhé mọi người ạ. Giờ mình xem con độc kéo nhé. Con độc kéo ở dưới lên những khúc cua này như thế nào nhé. Mọi người có con độc kéo đang bắt đầu lên nhé. Không phải là con chở cát đâu mà là con độc kéo chở hàng mọi người ạ. Mọi người cùng em nó đi qua những cái khúc cua mẹ áo nhá. Lên bắt đầu lên cổng trời Quản Bạ đây mọi người ạ. Bắt đầu xe chở hàng này, có cua nhá. Bắt đầu vào lấy cua rất rộng đây mọi người ạ. Đẩy bánh dê bánh sang bên một bên nhé mọi người nhé. Rất nguy hiểm.
xe sau đây. Bắt đầu lên đây. Nhìn đây là bánh kéo dê lên. Lên được một đoạn nữa. Rồi của mình lên những cái khúc cua bên trên xem nó như thế nào nhé. Để bắt đầu khúc cua tiếp theo đây. Rất dài nha. Bây giờ đang bắt đầu vào khúc cua tiếp theo mọi người. Đằng sau là những chiếc xe phải không biết nhường đường đâu mọi người. Phải hết khói ra nhá. Nhìn cái bánh kéo dê hết rồi mọi người. Rất nguy hiểm nha. Đâu ai mà đi vào gần sợ đá nó văng nha. Ok. Tạm đi được. Còn những khúc cua sau nữa mọi người ạ. Tạm thời ba tài nhường cho những chiếc ô tô này đi trước mọi người ạ. Còn những khúc cua đó, đoạn đường ở trên thì đỉnh đầu luôn. Mình vượt trước mọi người nhé. Mình vượt trước nó. Rồi cua tiếp theo đây. Cái cua cũng khá rộng mọi người ạ. Đây chuyển số này. Số bò này. Độ dốc cũng khá cao đấy mọi người nhá. Cái khúc cua này độ dốc khá là cao. Người xem video cho xin một like để cổ vũ cho những bác tài lái xe đường trường này. Còn có 2 khúc cua nữa là hết nhá. Lên đến vòng trời quần bạo nhé mọi người nhá. Tiếp độc kéo chinh phục con đường dốc khúc cua ngoằn ngoèo đó. Có một con xe tải đang đứng ở đó vì đường cua nên là phải chọn những chỗ nào đường rộng thì mới tránh được các mọi người ạ. Đi rất chậm nhá. Đi đến đây là coi như là bác tài đã đi được rồi mọi người. Đấy, cho phép mình cũng xin kết thúc video tại đây. Để hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video chia sẻ những video tiếp theo.